Xin chào quý vị các bạn, hôm nay nguồn máy.com giới thiệu quý vị sản phẩm bộ dụng cụ phay nổ ổ khóa. Thiết bị dùng cho thợ mộc chuyên nghiệp để lắp ổ khóa. Bộ dụng cụ gồm một hệ thống kẹp gồm hai dẫn suốt. Bộ dụng cụ PT1 này thì là cái bộ dụng cụ mà đã có từ rất lâu và có thể điều chỉnh sử dụng rất là dễ dàng. Đầu tiên các bác bỏ bộ dụng cụ ra, nắp hai con bu lông để khóa cái chốt trục. Gọi cái trục này gọi là trục phay. Bác sử dụng con hai con ốc bắt hai bên, đặt cái bộ ổ trục này lên, dùng con bu lông có cái lỗ này các bác vặn lại. Các bác chú ý là hai bên thì nó đều có hai con ốc như thế, các bác làm giống như thế hai bên, các bác vặn vào và nó có cái lông đen, các bác chú ý cái lông đen của nó, vặn vào tới, không cần vặn chặt quá. Sau khi xong thì các bác cho cái trục đây. Đầu tiên thì các bác phải đo cái chiều mũi khoan làm sao nó phù hợp với cả cái lỗ ổ và cái mặt ngoài cái mũi phay đấy. Mũi phay thì có nhiều loại, kích thước từ 14, 16, 18, 20, 22 và đến tận 32. Thì các bác lấy tâm của cái lỗ. Sau khi mà lấy cái tâm của cái cửa, của cái cạnh cửa xong thì các bác lắp cái kẹp vào. Đầu tiên bác lắp cái kẹp vào thì cái vị trí đặt khóa thì bác lấy tâm. Vị trí mà thấp nhất thì các bác chú ý là lấy tâm, nó cũng rất là đơn giản thôi. Thì bác lấy tâm, nếu các bác cẩn thận thì vạch hai cái tâm, một cái ở trên một cái ở dưới. Các bác đưa cái mũi phay vào nắp trục, đưa cái mũi phay và cái trục phay vào làm sao giữa của cái tâm này nó trùng với cả cái tâm của cái mũi khoan, mũi phay. Sau đó bác khóa chặt hai cái đầu ấy lại. Đấy, tiếp theo thì các bác sẽ khóa cả bên phải bên trái lại để cho cố định đúng giữa ở tâm. Các bác chú ý là không để lệch. Tiếp theo thì các bác sẽ đưa cái ổ phay này, cái trục phay nó hai cái trục này. Tại vì nó vẫn chưa thực sự là song song nhau, các bác đưa lên cảm giác nó nhẹ nhàng. Đưa lên đưa xuống thì khóa cái ốc phía đầu trục lại. Khóa chặt cái ốc đầu trục lại. Đấy, nó sẽ chắc lại. Sau đó các bác đưa lên đưa xuống thấy nhẹ nhàng. Và tiếp theo là chúng ta sẽ lấy chiều rộng của cái ổ khóa, chiều dạo dọc. Đấy. Rộng thì bằng cái mũi phay rồi, bác gạch lại. Sau đó sẽ đưa lên cái điểm phía trên trước. Làm sao cái tâm mũi khoan là cái điểm cuối của cái chỉ đó, sau các bác dùng cái tô vít để khóa cái bu lông chặn hành trình của nó lại. Các bác chốt lại. Đấy, tiếp theo phía dưới cũng thế, các bác cũng làm và cũng có cái chốt chặn phía dưới. Sau đó các bác sẽ để cái mũi khoan chạm vào mặt của cửa và tiếp theo thì khoan theo cái chiều sâu của cái lỗ khóa cần khoan, lắp máy khoan là các bác khoan thôi. Đấy, các bác lắp máy khoan vào đầu và sử dụng khoan như bình thường, khoan phay như bình thường. Đó. Các bác chú ý là khoan cứ từ từ, không phải nhanh, không phải vội. Các khoan mà cắm sâu quá thì nó sẽ vỡ mũi hoặc là nó sẽ bị kẹt mũi rất là khó, nó mất chính xác. Đấy, các bác khoan và đẩy đi đẩy lại, vừa khoan đi khoan lại và đúng hành trình. Cắm sâu và khoan cứ như thế đến khi nào đến kịch cái chốt chặn này thì đã được. Đấy. Tiếp theo là các bác sẽ khoan cái vỉ mặt ngoài của khóa. Thì các bác tháo hai cái chốt định vị ra và cũng đo cái chiều dài của cái vỉ khóa và lắp cái mũi phay nó phù hợp. Thông thường cái mặt khóa nó sẽ rộng hơn cái ổ khóa, lõi ổ khóa bên trong. Đấy. Các bác chặn hai đầu và tiếp tục là sử dụng chặn ở phía trên, phía dưới. Sau đó sẽ phay như bình thường. Và cái chiều sâu của cái rãnh này thì bằng cái chiều dày của cái mặt đấy. Thì các bác chú ý để cái mặt vào và khoan, có thể khoan nông hơn một chút hoặc sâu hơn một chút, làm sao mà thuận tiện nhất bác, chỉ một lần thôi. Thì các bác phay và đưa lên kịch trên ở dưới. Thì sau khi mà các bác đã phay nó đi hết hành trình của hai bên và chiều rộng của hai bên thì các bác sẽ sử dụng cái đục. Các bác sẽ lấy cái đục ở trong đó ra. Các bác có thể có cái đục gỗ. Thì các bác dùng cái đục gỗ này để chặn bốn cái cạnh góc của nó. Tùy theo có loại mặt khóa vuông, loại mặt khóa tròn. Nhưng loại mặt khóa vuông, thông thường là mặt khóa vuông. Các bác đục ra như thế này, ốp ổ khóa vào. Tiếp theo các bác sẽ lấy tâm của cái lỗ tay nắm cửa và lỗ nắp vào cái lõi khóa. Đấy. Bác sử dụng cái miếng kê mà đi theo bộ. Đấy, tùy theo cái miếng kê này, nó có nhiều loại. Đấy, bác làm sao kích thước nó vừa phải, nó cân bên trong bên ngoài. Đấy, thông thường là cái kê nó sẽ
bằng 1/2 cái cửa kia. Đấy, các bác chú ý cái kê, bác khoan phay làm sao cho cân tâm và cân nỗ. Đấy, bác phay cái lỗ ổ khóa rồi phay cái lỗ tay nắm. Đấy, các bác thấy đây là đã vào rồi. Sau khi bác khoan đủ vị trí sâu, các bác chú ý là cái chốt này khoan đúng vị trí, không nó lệch tâm thì sau lắp nó sẽ bị lỏng, nó rất là xấu. Tiếp theo các bác hạ cái độ cao xuống cái lỗ nắp cái lõi khóa, tùy theo là lõi khóa, nhưng lõi khóa thường thường là có hình bầu dục, cũng giống như là hình elip. Đây, các bác khoan vào, sử dụng cái đầu phay liên tục đưa lên đưa xuống như khoan cái rãnh kia. Sau khi mà xong thì là ok. Có những trường hợp mà cái ổ khóa cái tâm từ cái như cái này thì là ok, nhưng có những ổ khóa lỗ nó sâu thì các bác phải sử dụng thêm một cái bộ đi kèm là lắp để nối dài cái phần tâm của cái lỗ tay cầm và cái ổ khóa, có thể dài thêm khoảng độ 5 đến 10 cm tùy theo.